quan sát nguyên sinh vật, chuẩn bị kính hiển vi quang học, lam kính, lam men, cốc đong, ống hút, giấy thấm, thìa, nước trong khu vực ao hồ. Cách tiến hành, chúng ta sẽ dùng ống hút hút một giọt nước rõ lên lam kính, sau đó đậy lam men lên và đưa lam kính lên kính hiển vi để quan sát. Chúng ta sẽ điều chỉnh ốc và điều chỉnh thị kính sao cho nhìn rõ được vật thì thôi. Đầu tiên, chúng ta có thể quan sát thấy trùng đế dày. Chúng ta dễ dàng phân biệt được cơ thể của trùng đế dày giống như một chiếc giày. Chúng di chuyển bằng lông bơi. Chất nguyên sinh ở trong trùng đế dày thì gồm nội chất và ngoại chất. Gồm có rãnh miệng, bào hầu, bào khẩu, không bào tiêu hóa. Chúng ta có thể thấy trùng đế dày là một sinh vật nguyên sinh, có cấu trúc đơn bào, nhưng cơ thể thực hiện đầy đủ chức năng của một cơ thể sống. Và chúng thường sống ở nước ngọt. Cơ thể có những cái lông bơi để di chuyển. Và đặc biệt là có những không bào tiêu hóa, không bào có bóp để tiêu hóa thức ăn. Sau đây là mô hình cấu tạo của trùng đế dày, gồm có nhân bé, nhân lớn, miệng, không bào tiêu hóa, đường di chuyển của không bào tiêu hóa, nỗ thoát và không bào co bóp. Là trùng chuông. Chúng ta có thể thấy trùng chuông, cơ thể giống như một cái chuông. Đáy có giá đỡ bám vào giá thể. Và trùng chuông thì sống đơn lẻ. Miệng của trùng chuông giống như những chiếc chuông.
Tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy một loại trùng khác, đó là trùng loa kèn. Cơ thể giống như một chiếc kèn. Chúng di chuyển nhờ vào nông bơi. Một cơ thể nguyên sinh nữa, đó là trùng nhảy. Trên cơ thể trùng nhảy cũng có những chiếc lông bơi để di chuyển. Tiếp theo là trùng biến hình, hay còn gọi là amít. Trùng biến hình không có hình dạng nhất định. Những chiếc chân giả nhô ra làm có nhiều hình dạng khác nhau. Khi gặp thức ăn, những chiếc chân giả sẽ quấn lấy thức ăn và tạo ra không bào tiêu hóa thức ăn. Tiếp theo là trùng roi xanh. Cơ thể có hình thoi, bên trong có chất diệp nục, hai đầu vốt nhọn và di chuyển bằng roi bơi. Chúng ta có thể thấy điểm mắt ở trên đầu của trùng roi xanh có màu đỏ. Và đặc biệt, trùng roi xanh sinh sản bằng cách phân đôi. Từ một trùng roi mẹ sẽ sinh ra hai trùng roi con giống hệt với mẹ.